các cô chú tập dưỡng sinh ở bên đây nè cả nhà, với lại á mọi người hay đi bộ lắm. Bây giờ cái chỗ này giống như gọi là phố đi bộ vậy đó, phố đi bộ Bình Dương, nó như nó dẫn thôi, nó giống như là một cái giá tiền nhìn vợ ơi. Bánh ướt nha cả nhà, 10.000. Mười ngàn treo lên. Dạ con cảm ơn. Đây. Lấy mic micro đeo vô. Đây tụi mình chuẩn bị đồ để đi nè cả nhà. Rồi. Lên đường thôi. Tỉnh ngủ chơi vòng. Mặt còn hơi bơ phờ do là tình ở chỗ này á gọi là khu dân cư Chánh Nghĩa cả nhà. Căn hộ của tụi Nhi nằm ở khu dân cư Chánh Nghĩa. Buổi sáng ở đây thì mát mẻ nhưng mà hơi vắng, tại vì bây giờ này chắc là mọi người chưa có dậy, đa số chỉ có các cô chú với các anh chị đi tập thể dục thôi. Buổi sáng thường đi sáng như thế này tụi Nhi cũng ít nói chuyện lắm, kiểu giống như là mình mới vừa ngủ dậy á, đang lấy năng lượng lại từ từ. Cả nhà có nghe thấy tiếng ve không? Chứ ở ngoài này là tự nhiên nghe tiếng ve lớn, tiếng ve kêu con ve đó. Con đường tự nhiên đang đi là con đường Thích Quảng Đức nha cả nhà. Được gọi là ngã sát Chùa Bà. Bây
giờ không biết là chợ còn không hay là người ta đã dọn rồi. Tại vì thông thường á, khuya á, là chợ sẽ được mọi người tập kết ở đây, xong rồi tầm sáng khi nói chung là chuẩn bị chuyển sáng thôi là tất cả các cô chú anh chị ở trong chợ á, là đã dọn hàng, đã dọn dẹp cho sạch sẽ đường phố. Chứ lúc nữa khoảng tầm như nghĩ chắc tầm tiếng à, tại chỗ này là mọi người dọn đi hết á cả nhà, không có còn ở đây nữa đâu. 10.000 bốn bó 10.000 màu tím xanh chưa leo đỏ. Bây giờ mình đi thẳng vô luôn, bởi vì buổi sáng ở đây á, là người ta hay bán những cái đồ ăn mà buổi sáng rất là ngon, mà đồ ăn chay cũng có nữa cả nhà. Ví dụ như là bún gạo xào nè, rồi bánh ướt nè, bánh bèo nè, các loại bánh. Đây đây, như ví dụ như cái quầy này đó, các loại bánh rất là ngon. Cho tiền giùm vợ 10.000 hả con? Dạ, cảm ơn. Bánh ướt nha cả nhà, 10.000. 10.000 treo lên. Dạ, con cảm ơn. Một bát nếp, một bát mỹ đi chị. Dạ. Một bát nếp cùng bát mỹ. Vợ hết ăn bát mỹ, chồng ăn bát nếp đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Là cái cô hồi nãy mình mua bánh nước là cái cô mà mình hay mua luôn á, mà tại vì bây giờ mình ra trễ quá, cô bán hết rồi, nên nãy đi mình đi mấy vòng mình mới kiếm được á. Mặt trời. Cái bức tường này đẹp nè chồng, tôi yêu Bình Dương. Đây, con dốc huyền thoại luôn cả nhà. Nó cũng cao mà nó cao có tí xíu thôi chứ không có cao lắm. Bạn Nhi á, mỗi lần mà xuống Bình Dương chơi nó ghẹo nó bảo Bình Dương giống Đà Lạt quá, tại vì có những con dốc. Chồng Nhi đang đạp nè, chứ đạp điện không có chịu nổi. Phải vừa đạp rồi vừa đi điện. Cái nước đầu cho nó nở ra ha. Dạo quay khung cảnh ở trước nhà mình nè.
Đây là khung cảnh nhà của tụi mình. Bây giờ mặt trời đang lên nè. Vợ biết rồi. Phía bên này đang có con dốc rất là cao. Xung quanh đây là cũng nhà thôi, nhưng mà nó cũng trong khu dân cư ấy, cho nên là xe cộ nó ít lắm, cả nhà nó không có đông xe. Cái này nó sẽ có quán cà phê ông bầu nữa. Hồi xưa tụi Nhi trồng cây này nhiều lắm. Đó, trồng cây, đồ hoa, đồ xum xuê lắm. Nhưng mà có một khoảng thời gian tụi mình đi công tác với đi làm việc á, không có ở nhà để chăm sóc cây, cho nên là mấy cái cây này nó đi luôn rồi. Giờ đang đánh bọt cho cà phê á cả nhà. Đánh nó có lớp bọt ở trên, nó uống nó cũng ngon lắm. Đây đó, đánh xong nó có một cái lớp bọt nhỏ trên ở trên bề mặt của cà phê nè. Tụi Nhi thì không có rành về pha cà phê hay là chuyên nghiệp gì đâu, chỉ là mình pha theo kiểu gia đình uống thôi, thích sao mình pha vậy thôi. Đó, nó có cái lớp nhỏ nhỏ nè, vậy chứ uống nó ngon cả nhà. Rồi cho mấy viên đá vô nữa. Hồi nãy chồng Nhi có cho anh tí xíu sữa, ít lắm. Tụi mình thì uống cà phê mà kiểu là đậm cà phê, rồi cho tầm khoảng một nửa thì cà phê sữa thôi à. Nhìn hấp dẫn ghê chưa cả nhà. Nè, lắc cả nhà xem nè. Bây giờ Nhi lựa hai cái dĩa để làm bánh nước. Đây, tại vì sẽ có chan nước mắm nữa, cho nên mình lựa mấy cái dĩa nó lòng sâu một tí xíu như dễ ăn. Đây, Nhi lấy một cái này trước nè. Đây, bây giờ lấy thêm cái này nữa. Nhi lấy thêm cái này nữa đi. Rồi. Cả nhà biết sao không? Chén dĩa thì nhiều lắm, nhưng mà đôi lúc Nhi quay clip xong á, Nhi chưa có thời gian mà dọn cho nó gọn lại, cho nên nó hơi lung tung tí xíu cả nhà. Mình sẽ lấy hai cái dĩa ra để làm bánh nước. Hai cái này bình thường thì Nhi đứng ở bên chỗ cái bếp bên kia kìa, bên đây nè, bên bếp chính bên đây nè, nhưng mà đứng ở đó thì quay tối quá, cho nên là Nhi đứng ở đây để Nhi quay nè. Cái này là bánh nước sáng Nhi mua nè, bao nhiêu quên rồi ta, 18 hay chồng à, 10.000. 18 là hai trái bắp. Cô có cho rau nữa nè. Cái này là tụi Nhi sẽ đi hấp trước cho nóng rồi mình mới ăn. Nhi sẽ lấy rau ra trước. Cắt nhỏ nhỏ là dễ ăn cả nhà. Cái này là ăn liền được luôn rồi, đâu cần phải hấp, nhưng mà tại vì Nhi muốn hấp nóng lại á, ăn cho nó ngon thôi. Trong đây là tới mấy lớp lận, mình tháo ra từ từ thì nó mỏng, nó ngon hơn. Còn nếu mà mình để nguyên một cái bệ bự như vậy mình cắt á, nó dày lắm cả nhà, ăn không ngon. Chịu khó tí xíu tháo ra. Ở Việt Nam thì sáng mà kiếm cái món ăn sáng này nó dễ rồi. Còn Nhi nghĩ á, chắc các cô chú anh chị mà đang theo dõi kênh của Nhi mà ở nước ngoài á, chắc là buổi sáng mà mình kiếm bánh ướt nè, hay là bánh bèo, các loại bánh quê á, bánh bột lọc nè, bánh cuốn, chắc là Nhi nghĩ là chắc nếu mà mình ăn chắc là các cô chú anh chị mình sẽ hay ở nhà mình tự nấu ha, tự làm luôn, chứ không phải tiện như Việt Nam mình là đi ra chợ hay là ra hàng quán một cái là có sẵn hết. Bây giờ Nhi đem mấy này qua hấp. Cái máy hấp của Nhi tới 2 tuần lận,
Nhưng mà như chỉ hấp mà 1 tuần thôi. Tại vì mình chỉ hấp cái bánh ướt à. Cái tuần không xài để qua đây. Cắm điện nè. Rồi. Nó cỡ 15-16 phút là được rồi. Bây giờ như lấy thêm rau sống với lại chả, chả tteokbokki, chả chay á cả nhà. Này nè, với lại rau. Tự nhiên ăn rau nhiều lắm. Phải lấy thêm mới đủ ăn. Thường mấy cái rau mà ăn bánh ướt bánh bèo ở cả nhà là sẽ cắt nhuyễn. Đây chả tteokbokki kỳ. Như thích ăn trong các loại chả chay á, như thích ăn chả tteokbokki kỳ nhất cả nhà. Bởi vì nó lành tính á. Mấy cái này thì Nhi mua ở siêu thị. Ở siêu thị thì chả tteokbokki kia những cây giống như bán nhiều lắm. Còn cái này còn một cái tên gọi nữa, người ta gọi là chả bó. Sẽ được bó lá chuối ở ngoài á. Thông thường thì ở các chỗ bán đồ chay á, cửa hàng thực phẩm chay hay là những cái tiệm bán đồ chay, người ta sẽ gói cái này trong lá chuối. Còn ở siêu thị bán thì như thấy là đóng gói giống lúc nãy mà cả nhà thấy á. Chả này mình chấm muối tiêu nè cả nhà, ăn với rau răm cũng rất là ngon luôn, dễ ăn. Sau này ở ngoài thị trường của mình nó nhiều loại chả mặn, chả chay, nhưng mà cái vị mặn, vị ăn y chang đồ mặn luôn. Những cái chả đó là Nhi không dùng được, tại vì Nhi ăn chay cũng lâu rồi đó, cho nên là những cái chả mà làm giống cái hương vị đồ mặn quá Nhi ăn không được, và mình cũng không có cảm giác là thấy những cái chả đó nó an toàn. Mình cũng không biết rõ nguồn gốc của nó, nguồn gốc á, cho nên là đôi lúc Nhi cũng e ngại mấy cái chả đó lắm. Cho nên trung thành nhất vẫn là chả tteokbokki, hoặc là chả đông biển, chả nấm, hoặc là chả quế chay á, rồi hoặc là những các loại chả làm từ bột mì thôi. Rồi, bánh nước xong rồi nè cả nhà. Sáng nay là bán 2 dĩa bánh nước. Nóng hổi à, tại vì mình mới hấp mà. Thêm rau vô, thêm nhiều vô ăn mới ngon. Bên đây nữa. Như bỏ thêm miếng hành phi nữa. Thường thường có một số người á, ăn chay ăn không có ăn ngũ vị tân á, là trong đó là có hành nữa này cả nhà. Nhưng mà tùy người ạ. Tùy chế độ ăn chay ạ. Mỗi chế độ ăn chay thì sẽ có cái cách chọn ăn khác nhau. Nhi thì Nhi vẫn dùng hành phi, tại vì nó cũng chỉ từ thực vật á cả nhà. Đây nước mắm chay Nhi tự làm. Bữa nào có thời gian Nhi quay thêm mấy chiếc clip làm nước mắm. Rồi về bữa sáng ngày hôm nay á, Nhi có xong rồi nè cả nhà, bánh ướt. Một dĩa bánh nước rất là nhiều chả luôn. Với lại mình sẽ ăn thêm 2 trái bắp nữa nè, một trái bắp Mỹ với một trái bắp nếp. Rồi cà phê sữa. Lâu lắm rồi tụi mình mới ăn là bánh nước ha. Ngồi chồng ăn ngay, ăn trước đi. Đang đi ăn chung. À, giờ gian cho chảo này. Thôi chút nào bỏ Đó. chấm, chút bỏ chấm không được. Hình như nó Nước ít mắm. nước gì đúng không vậy? Nước giá đúng không? Giá Giá đi. có cái đột đúng không? Với dưa leo. Dưa leo bầm đúng không? Đúng rồi. Dưa leo cắt nhuyễn. Rồi thôi. Xin mời cả nhà dùng bữa với tụi mình nha. Rồi ăn thôi.
Tụi mình ăn sáng đây. Sáng ăn nhẹ nhàng. Nhẹ ghê luôn á, một dĩa bánh nước quá trời đầy luôn. Có cho chồng ăn gì lẹ dữ hả? Hình như cái tô của vợ nhiều hơn của chồng. Cái dĩa chứ, cái dĩa của vợ. Lấy cái phụ cho. Là bắp nè, bắp Mỹ đây. Kéo cái này qua bên lên trên đây chồng. Đây hả? Ừ, đây, bỏ cất cho. Chồng yêu là tháo bắp luôn đi. Rồi, dạ bắp Mỹ hay bắp nếp? Dạ hả, chứ thấy ăn bắp Mỹ. Chồng yêu tháo thử. Cái Mỹ đúng không? Chắc là bẻ đôi cái này đi, hai vợ chồng ăn chung cái bắp Mỹ trước đi. Dạ. Giờ chọn cục nào? Dạ hả? Là giờ ưu tiên đó. Dạ. Đây. Sao thôi, bà ăn cái nhỏ. Thôi chứ mà nhắn cái gì nhưng mà nó cho bạn cái nhỏ đi, cũng không bao nhiêu đâu vậy hả? Vậy thôi ăn cái này đi, rồi xong cái bắp nếp bây giờ mình chưa ăn với bọn người ăn không hết. Ngọt lắm không mà ai mà lười ăn sáng ăn giấy bắp thì đủ rồi. Bắp với khoai đúng không? Ăn dễ làm. Ôi, mà sao bắp này nó nước quá chồng ơi, nhiều nước nãy vô quá rồi. Này chắc cái này ta luộc quá. Luộc có chứ không phải hấp nha. Ở nhà tụi mình thì hay ăn hấp. Chứ là bắp thường thường á. Bắp mới đéo luôn. Bắp thường thường hay để nó nước lèo, nước dùng rồi nè. Chồng ăn hết trái đó nha, bạn không hết trái đó đâu. Dưỡng cà phê nó được. Ngon.